báo tới nữa mà. Cậu làm sao đấy? Ngày nào cũng đi làm rồi, tối về cũng chẳng đi đâu. Cậu không thấy chán à? Nhưng mà tớ cứ ra ngoài đường là xui xẻo, nên là tớ thả ở nhà an phận còn hơn đấy. Cứ ở ngoài đường lâu như thế này, kiểu gì là tớ cũng chuẩn bị gặp vận xui thôi. Không được, cậu định sợ xã hội này đến chết à? Thôi, tối nay chơi với tớ nhá. Thôi được rồi, tớ đi. Cậu cứ bỏ ra tớ sẽ đi mà. Đi. Dừng đi. Trời ơi, mình biết ngay mà. Kiểu gì ra ngoài đường lâu ấy cũng sẽ gặp xui xẻo. Này, cô không biết nhìn đường à? Có chuyện gì thế? Tôi xin lỗi ạ. Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn ạ. Bây giờ em đi về được chưa? Nhưng mà em đã được đi chơi đâu. Này, cậu định giả vờ đến bao giờ nữa? Họ đi rồi. Tất cả không là tại cậu đấy. Tớ đã bảo rồi, mỗi lần mà tớ đi ra ngoài đường là kiểu gì cũng sẽ gặp xui xẻo. Thế mà cậu vẫn nhất quyết là bắt tớ phải đi chơi. Chờ bờ cái gì cơ chứ? Đi về. Ok. Trời, xe của mình làm sao này? Lại chết máy hả? Cũng may là gần đến công ty rồi, xe mới chết máy. Trời ơi, ai? Là ai đã ăn kẹo cao su thật nhả bán ra đây hả? Trời ơi, phải làm sao đấy? Bình tĩnh lại. Đây đâu phải lần đầu đâu tự sát. Hoan hỉ. Trời ơi. Đáng lẽ là đi sớm lại thành đi muộn. Vận đen của mày bắt đầu nâng cấp rồi ấy Tường San ạ. Đúng là người có vận khí xui xẻo thì làm cái việc gì cũng xui mà. Chết tiệt. Trời đất ơi, sao lại có thể đến nông nỗi này cơ chứ? Hóa ra là cô ta. Tại sao công ty của mình lại có thể tuyển một người ất ơ như cô ta được nhỉ? Anh Long, anh đi đâu đấy? Em đợi anh nãy giờ. Linh, sao em lại vào được đây? Công ty của nhà anh không phải chỗ đến để chơi được đâu. Nhưng mà em xin bác trai đến đây thực tập rồi. Bác chưa nói gì với anh ạ? Bác còn bảo anh sẽ là người hướng dẫn em làm chuyên đề thực tập cho em nữa đấy. Tại sao anh không nghe anh nói gì với em về vấn đề này? Mà bố anh đúng thật là cái gì cũng làm theo ý của mình thôi. Anh không cần phải tỏ thái độ như thế. Là em nhờ bố em xin bác trai đấy. Mà em đến đây để học hỏi, chứ có phải là em bám theo anh đâu. Nhưng bây giờ làm sao mà anh có thể hướng dẫn em được? Công việc ở công ty một mình anh làm còn chưa hết đây này. Vậy thì thôi, để em bảo bố em. Thôi được rồi, em cứ để cho anh. Anh sẽ nói với trợ lý sắp xếp cho em một vị trí thực tập hợp lý. Nhưng mà này, tốt nhất em đừng nói gì với người lớn nữa, được chưa? Vâng, em biết rồi. Em cảm ơn anh Long.
anh Long lại chạy đi đâu rồi? Chết cha, là cô gái hôm trước đi với là chủ tịch mà. Sao lại gặp ở đây nhỉ? Nhỡ may mà cô ấy phát hiện ra mình giả mù thì coi như là mình đi tong rồi. Không biết có phải là bạn gái không nữa. Này, không giả mù nữa. Chủ tịch, sao chủ tịch cũng ở đây ạ? Nói bé thôi, cô muốn bị phát hiện à? Chẳng nhẽ chủ tịch cũng phải trốn cô gái ngoài kia ạ? Tại vì tôi đắc tội với cô ấy nên tôi mới phải trốn chui trốn lủi như thế này. Thế còn chủ tịch, tại sao chủ tịch lại phải trốn ạ? Cô ấy, cô là bị người ta ghét, thế cho nên là cô phải chạy. Còn ở vị trí của tôi là bị người ta thích quá nên tôi cũng phải trốn. Mà cô cứ thử cái cảm giác đi, một ngày cô đi làm 24 tiếng đều có một người theo bám, cô chịu được không? À, nếu mà như vậy thì đúng là đáng sợ thật. Việc đấy còn đáng sợ hơn cái việc mà mỗi ngày tôi gặp xui xẻo nữa ấy chứ. Tôi nhìn cô ấy, tôi thấy cô vận khí xấu, xui xẻo thật đấy. Nhưng mà tôi đâu có làm hại ai đâu. Tuần nữa tôi sống còn rất lương thiện, có một phần là cũng hơi hèn. Thế mà chẳng hiểu sao ông trời cũng không thương tôi, suốt ngày để cho tôi gặp những cái chuyện xui xẻo thôi. Tôi nói cô nghe này, đôi khi là một con rùa rụt cổ chưa chắc đã phải là cách hay đâu. Tôi nghĩ là cô nên vùng dậy, đấu tranh thật là mãnh liệt, biết đâu ấy cô có thể cải cách được cái vận mệnh của mình. Tin tôi đi. Ôi trời ơi. Cô, tôi nhìn cô quen lắm. À, là cô gái mù. Nhưng mà tại sao cô lại ở đây? À, tôi chỉ là vô tình đi ngang qua đây thôi ạ. Tôi xin phép về làm việc tiếp đây ạ. À, đúng rồi, anh vừa đi ra bên ngoài hóng gió một chút. Em tìm anh có chuyện gì đấy? Tại sao anh lại trốn với cô ta ở đây? Anh có trốn đâu. Tại sao em lại nói anh trốn? Em vào đây để thực tập chứ không phải để ăn nói linh tinh đâu đấy. Đi về làm việc đi. Tự dưng cảm thấy chiều nay mình sẽ gặp may. Lên tận đây để ăn cơm cơ. Con rùa rụt cổ như cô làm sao mà tránh khỏi đen được. Này, ông trời ơi, ông trời ơi, phải bắt công với con như thế không ạ? Lập tất hy vọng một cái phũ phàng luôn. Đến nỗi miếng ăn thôi cũng không cho con ăn thảnh thơi nữa. Bắt lấy này. Cô ăn đi, ăn cho nhiều vào mà lấy sức chống chọi với cuộc đời này. Chứ tôi thấy cô đen lắm, cô đen hết cả phần của người khác luôn đấy. Vận đen đủ của tôi có thể lây nhiễm đấy, nên là anh cứ cẩn thận. Mà tôi hỏi cô này nhá, làm thế nào ấy để cắt đuôi một người con gái cho họ không theo đuổi mình nữa? Nếu như cô là con trai đi, vậy thì người con trai như thế nào để khiến người con gái đấy phải ghét cay ghét đắng? Có phải là anh đang muốn cắt đuôi cái em gái kia không? Đơn giản thôi, thì bây giờ ấy, có cái gì tật xấu của anh cứ lôi hết ra, anh trưng bày hết, rồi cường điệu hóa nó lên, coi như là những cái gì tồi tệ nhất thì mình lôi ra. Nhưng mà cái này thì hơi khó. Tôi làm gì có khiếm khuyết nào. Này, cô dám trưng cái bộ mặt đấy ra với tôi đấy à? Hả? Ê, thì ai bảo anh tự luyến quá làm gì nữa? Ê, thôi, bỏ tôi ra đau quá. Thôi được rồi, cô làm gì làm. Nếu như mà cách này ấy không được thì cô phải nghĩ cách khác cho tôi đấy. Tôi nhất định sẽ nhổ được cái gai là cô.
Anh ăn thử đi. Ăn đi. Có ngon không? Thì anh phải ăn nhiều vào đấy nhá. Nhá. Đến lúc rồi. Đến lúc rồi. Uầy, anh no thật đấy. Tôi chết. Này, anh xin lỗi nhá. Đấy, cái đường tiêu hóa của anh nó kém quá. Thế là thỉnh thoảng anh không kiểm soát bản thân mình. Chết thật. Anh cho em về phòng kế toán để em làm nhá. Tại vì là khi mà em qua phòng đấy thì nó sẽ giúp ích cho cái việc thực tập của em, làm cái chuyên đề nó sẽ tốt hơn. Anh đồng ý nhá. Được. Vậy thì cứ làm theo ý của em đi. Anh thấy thế là tốt đấy. Như thế cũng tốt. Cho con bé đỡ bám theo mình. Thống kê gấp cho tôi kinh phí nhập nguyên liệu đợt 1 cho công trình đang thi công, gửi trước đầu giờ chiều nay. Có gì thì giúp đỡ cả thực tập sinh với nhá. Vâng ạ. Chị đi nộp báo cáo ạ? Để em nộp cho. Em cũng có chuyện muốn hỏi trưởng phòng. Em đi đây. Cô làm ăn thế này mà được à? Nhập sai số liệu và kinh phí, đội giá công trình lên gấp nhiều lần. Cô tính tranh thủ còn rút cái gì? Trưởng phòng ơi, hình như là ở đây có sự nhầm lẫn rồi ạ. Đây thật sự không phải là báo cáo của em làm, hay là trưởng phòng nhầm với báo cáo của ai không ạ? Cả cái văn phòng này bao nhiêu là con người. Chị nói như thế là chị nhầm vào ai ạ? Cùng là đồng nghiệp với nhau, chị đừng có dìm người ta xuống nước để thay mình như thế. Lần này sai số quá nhiều so với thực tế, cho nên mới nhìn ra được. Nếu lần trước cũng có chỉnh sửa nhỏ để ăn tiền ấy, thì cũng không nhìn ra được đâu. Tôi sẽ điều tra lại một lượt nữa là biết ngay bộ mặt thật của cô. Dạ không ạ, thật sự là em sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy. Em còn file báo cáo mà em đã lưu trong máy để em mở ra cho trưởng phòng xem lại ạ. Thôi được rồi, cô dọn dẹp đồ đạc của mình, tạm nghỉ vài hôm để công ty điều tra thêm. Có gì tôi sẽ thông báo cô sau. Mình bảo đến xem Bảo Linh làm việc là được. Ai biết được là mình đến xem bộ dạng con rùa rụt cổ ấy làm việc đâu. Có cái chuyện gì mà tất cả đứng ở đây này? Sao anh lại vào phòng này ạ? Anh chạy qua đây xem em học hành làm việc thế nào. Còn cô ấy là sao đây? Làm việc riêng trong giờ à? Cô ấy làm sai báo cáo, ăn chặn tiền ngân sách của công ty, cho nên là tôi đổi việc. Tại sao việc lớn thế này? Đáng lẽ ra cậu phải báo cáo lên cấp trên, tìm hiểu cho rõ ràng, thậm chí bắt cô ta phải bồi thường thiệt hại, còn hơn nữa ấy, phải chịu phạt trước pháp luật. Cậu làm trưởng phòng mà làm ăn không rõ ngọn ngành gì cả. Việc này kể cả có đủ bằng chứng vẫn chưa thể đuổi việc cô ta được. Tôi sẽ điều tra thật kỹ càng, rồi lúc đấy sẽ cho cô ấy nhận hình phạt thích đáng. Còn nếu mà cậu sai ấy, tội vu khống là của cậu đấy. Dạ, thật ra là em còn file báo cáo gấp ở trong máy. Còn báo cáo kia em nghĩ là có người tráo đổi rồi ạ. Được rồi, việc này cô cứ để tôi. Nếu như cô không sai, tôi sẽ chứng minh cho cô được trong sạch. Từ giờ đến lúc đủ bằng chứng, ai có ý kiến gì đến gặp tôi.
vận hạn của cô đến rồi đấy. Cô thử nghĩ lại xem là cô đắc tội với ai không. Nằm không cũng bị dính đạn, tôi thì có thể đắc tội được với ai cơ chứ. Hay là người đấy là Bảo Linh nhỉ? Tôi nghĩ chỉ có thể là con bé thôi. Có lẽ Linh nghĩ mình có gì đó với cô ấy nên mới làm vậy. Có chuyện gì nhờ nói cho tôi nhé, tôi sẽ bảo vệ cô. Giữ cô ở lại công ty ấy, chỉ là để cô giúp tôi tránh xa khỏi cô Bảo Linh kia thôi. Mà này, chiêu lần trước của cô không hiệu quả đâu. Liệu liệu mà nghĩ chiêu mới đi đấy. Chuyện hôm qua đúng là xui rồi. Công ty cũng đang điều tra rồi. Chị yên tâm, không sao đâu. Mà chị, em đang cần số liệu cũ của công ty để làm chuyên đề thực tập cho mình. Chị tìm giúp em được không ạ? Thế thì để chị lên kho tìm cho. Tại vì tài liệu của công ty qua các năm đều được để cẩn thận ở trên kho, tìm một tí là ra ấy mà. Em cảm ơn ạ. Phải cho chị ta biết tay. Cái đồ nhát gan. Ê, này, ở bên trong này có người, mở cửa cho tôi với. Ai đấy hả? Mở cửa cho tôi với. Sao thế nhở? Trời ạ, còn không cầm cái điện thoại. Mày đúng là xui tận mạng rồi Tưởng Sơn. Có ai không mở cửa giúp tôi với hả? Anh Long, anh đến tìm em ạ? Mà mấy nhân viên đâu rồi? Sao anh không thấy nhỉ? Mọi người đi từ sáng rồi. Có người đến bây giờ chiều vẫn không thấy về. Tường San cũng đi từ sáng. Nhưng mà sao anh quan tâm đến chị ta thế? Tại vì anh thấy cô ta rất hay chảnh mạng trong công việc, cần phải sát sao hơn nữa. Thôi, em gọi cô ấy về làm việc đi nhá. Tôi vừa đi qua chỗ nhà kho, bên đấy bị chập điện nên là cháy. May mà gọi bảo vệ kịp, cho nên là không có gì thiệt hại cả. Cái gì? Cô ta bây giờ vẫn ở trong nhà kho á? Ôi, cô làm cái gì mà ngồi trong này, ngủ ở đây vậy? May mà có người nhìn thấy, không là cô thành bộ xương khô rồi. Tưởng San. Chết. Tôi. Tưởng San. Cô có làm sao không? Tại sao cô lại chui vào đây làm gì? Cô định làm con rùa rụt cổ định chết ở trong nhà kho này đấy à? Tại sao cô ở đây? Tôi vào đây nhờ quên mang theo điện thoại. Tôi muốn vào đây để tìm một ít tài liệu thôi. Cậu, check camera xem ai là người khóa trái cửa. Camera bị lửa cháy lên nên là hỏng mất rồi. Cậu đi đi. Tưởng San, em nói đi. Đừng sợ, ai là người bảo em lên đây? Mọi chuyện đều là do tôi. Tôi muốn lên đây để tìm lại báo cáo. Tôi muốn chứng minh là bản thân của mình trong sạch, chứ không có ai bảo tôi lên đây cả. Chuyện này ấy, dù sao thì cũng không chưa có xảy ra vấn đề gì cả, nên là cũng không cần phải truy cứu nữa đâu. Nói đi, đừng sợ. Chuyện này ấy, suýt nữa thành giết người bất thành rồi đấy. Dù sao thì mọi chuyện vẫn ổn mà, nên là không cần phải truy cứu. Tôi đi trước đây. San, Linh, em thấy cái trò trẻ con của em chưa? Suýt nữa thôi, em đã gây ra thảm họa rồi đấy. Anh nói cái gì? Chuyện này thì liên quan gì đến em? Anh không ngốc như cô ấy đâu. Bản thân của anh tự biết đánh giá tình hình. Từ chuyện lần trước em đổ oan cho cô ấy, đến chuyện lần này nữa,
Thực sự anh không thể nào chấp nhận được em nữa rồi. Thì cũng chỉ tại vì cô ta suốt ngày ngáng đường em. Cô ta làm đủ trò để ngăn cấm chia rẽ em với anh. Em cũng chỉ muốn dọn cô ta một bài học. Ai mà ngờ được ở đây cháy chứ. Chia rẽ em với anh? Thực sự từ xưa đến nay anh chỉ coi em là bạn, cùng lắm là em gái thôi. Nếu như không phải vì bố em, không phải vì người nhà của em, còn lâu em mà chấp nhận cho em vào đây lộng hành công ty anh như thế đâu. Nhưng mà tất cả những gì em làm cũng chỉ là muốn chứng minh tình cảm của em dành cho anh thôi. Anh nhắc lại một lần cuối, giữa anh và em ấy sẽ không đi đến đâu cả. Anh sẽ không bao giờ chấp nhận. Nếu như em muốn từ nay về sau chúng ta còn nhìn mặt nhau được, và bố của em không biết chuyện này, tự giác xin nghỉ việc đi. Và nữa, em hãy viết rõ ràng bản tường trình về cái vấn đề mà hôm trước em đã làm giả báo cáo như thế nào đi. Chị không cần thiết phải vĩ đại như thế đâu. Tôi cũng không biết ơn chị đâu. Chị đừng có mà đóng kịch trước mặt anh Long nữa. Thật ra là tôi chỉ không muốn anh ấy phải khó xử thôi. Dù sao ấy thì tôi cũng cảm thấy rất là ngưỡng mộ cô. Cô dám vì tình cảm của mình mà đứng lên, chứ không như tôi rụt rè không dám làm gì cả. Ra đường cũng không dám ra, chỉ vì sợ bản thân mình xui xẻo. Thế tóm lại là chị có ý gì? Ý của tôi là tôi thật sự không muốn đối đầu với cô. Với cả tôi cũng không có tình cảm với anh Long. Tôi cũng muốn xin lỗi chuyện lần trước đã đâm vào cô rồi lại còn giả mù nữa. Chúng ta có thể nào đừng có ghim thù nhau nữa có được không? Từ sau trở đi không cần phải gặp nhau nữa đâu. Đây là đơn xin nghỉ việc. Trong này tôi đã tường trình đầy đủ cái việc mà tôi làm giả báo cáo lần trước rồi. Cô tự đi mà nộp. Đúng là vận xui của mình cứ ra đường là gặp cú xui xẻo. Từ lần trước đến bây giờ vẫn không thể nắm thoát được. Alo, tôi nghe ạ. Nhanh lên sân thượng đi. Tôi lên ăn trưa bị ai khóa cửa không xuống được. Dạ vâng, tôi lên ngay ạ. Có người mở cửa cho anh ta rồi ạ. Trời ạ, xếp đồ kiểu gì thế ạ? Ai bảo mấy ngày hôm nay cô không nên ăn cơm với tôi? Tôi nghĩ là tôi không nên tiếp xúc với anh nhiều nữa đâu. Tôi cảm thấy mỗi khi mà chúng ta gặp nhau ấy thì mọi chuyện sẽ càng trở nên xui xẻo hơn đấy. Này, không phải là cô đang sợ mọi người để ý tôi với cô đấy à? Cô định làm con rùa rụt cổ bao giờ nữa? Hả? Cô cứ để người khác lấn lướt cảm xúc của mình như thế à? Đó, cô phải thể hiện mạnh dạn lên chứ. Suốt ngày cứ nói là xui xẻo. Xui xẻo hay không ấy là do cô thôi, chứ không phải là do ông trời đâu. Đấy là do cô không biết đấu tranh những gì tốt đẹp về mình đấy. Đấu tranh bằng cách nào? Cô không biết ấy. Tôi chính là kẻ bao nhiêu người muốn mà không được à? Thế cho nên cô may mắn lắm mới được tôi để ý đấy. Tốt nhất đừng có mà tránh mặt tôi, nhớ chưa? Thôi được rồi, tôi đang đi chơi nhá. Cấm được từ chối đâu. Anh có sao không đấy? Vừa nãy quả bóng nó đập vào đầu anh cũng mạnh lắm á. Cũng bình thường thôi. Tôi đã bảo với anh rồi, đi với tôi là cái vận xui nó hay lây sang lắm mà. Để tôi xem là tôi có thể xui xẻo được đến mức nào. Nhưng cái quan trọng nhất là tối nay tôi rất vui vẻ là được. Ê, mà hình như là cái vận xui nó lại đến rồi đấy. Từ nãy đến giờ cứ có người đàn ông nào đấy thế. Bây giờ 1, 2, 3 chạy nhá. Anh...
phải anh bảo với tôi là tôi không được phép trở thành con rùa giúp cổ nữa. Này, đi rồi kìa. Trời đất ơi, hóa ra cái cảm giác này nó lại thích như thế. Tôi lại có thể bảo vệ được cho người mình quan tâm. Đúng là tuyệt thật đấy. Này, từ nay em chỉ cần dũng mãnh đứng sau lưng của anh thôi. Tất cả những việc khó khăn khác để anh lo là được rồi.